Tại khu căn cứ Giả Định, sư đoàn 316 quân khu 2 diễn ra buổi họp đảng ủy mở rộng thông qua quyết tâm chiến đấu của sư đoàn trưởng và các cơ quan tham mưu giúp việc trong cuộc diễn tập TM23 do quân khu 2 tổ chức cho sư đoàn 316 và các lữ đoàn binh chủng. Điểm mới của cuộc diễn tập năm nay là quân khu 2 đã chỉ đạo đưa vào nhiều nội dung khó như bảo đảm vượt sông bằng phà PMP 60 tấn do lữ đoàn công binh 543 đảm nhiệm và tình huống lực lượng đặc công của quân khu đã bí mật cơ động đánh sở chỉ huy địch. Ngoài ra, lực lượng đạo diễn của quân khu đưa ra rất nhiều tình huống khác để các đơn vị xử trí, nhất là ở giai đoạn thực hành chuẩn bị chiến đấu. Cuộc diễn tập của sư đoàn năm 2023 do quân khu chỉ đạo thì đây là một bước, là một cơ hội để cho lãnh đạo chỉ huy sư đoàn và cán bộ chiến sĩ trong sư đoàn nâng cao được khả năng chỉ huy, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ diễn tập trong tác chiến hiệp đồng binh chủng, đặc biệt là khả năng lãnh đạo chỉ huy trong điều hành vượt sông, trong phối hợp với các đơn vị binh chủng của quân khu trong thực hành các giai đoạn diễn tập gắn với tình huống đánh địch. Trên cơ sở đó thì làm cơ sở cho sư đoàn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ diễn tập, đặc biệt là nhiệm vụ huấn luyện của năm 2024 gắn sát với nhiệm vụ diễn tập của năm 2023. Nếu như phần vận hành cơ chế của chỉ huy cơ quan trong xử trí các tình huống là linh hồn của cuộc diễn tập, thì kỹ năng của cán bộ chiến sĩ trong quá trình thực hành lại là yếu tố quyết định. Điều này được thể hiện rõ nhất trong giai đoạn chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Từng vũ khí hạng nặng của các binh chủng như xe tăng, pháo binh hay những chuyến xe chở bộ đội đều vượt bến sông Hồng an toàn, bí mật. Ở trạng hành quân thứ 3 trước khi vào chiếm lĩnh trận địa, cung đường đầy gập ghềnh, trơn trượt cùng với thời tiết nắng nóng không làm khó được những người chiến sĩ. Mặc dù hành quân lần này mang vác lượng vật chất, trang bị vũ khí rất là nặng, bằng ý chí quyết tâm, tôi và các đồng chí đồng đội, đơn vị sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ hành quân vào khu vực tập kết lần này. Sau quãng đường dài hành quân, những chiến sĩ của tiểu đoàn 3 trung đoàn 174 lại khẩn trương làm công tác hậu cần. Bếp Hoàng Cầm nhanh chóng được hoàn thành để chuẩn bị bữa tối cho bộ đội. Bữa cơm chóng vánh cùng nhau lúc 12 giờ đêm giữa rừng núi như thế này như gắn kết thêm tình đồng chí đồng đội, giúp các chiến sĩ thêm vững tay súng, chắc đôi chân để cùng nhau vượt qua khó khăn, thử thách. Mặc dù rất vất vả, nhưng tất cả đều nêu cao tinh thần quyết tâm, khẩn trương thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất. Việc làm hậu cần trong diễn tập rất vất vả, tuy nhiên tôi thấy đó là một trải nghiệm tốt. Nhiều anh em có những bữa cơm ngon sau chặng đường hành quân dài, tôi cảm thấy rất vui và đó là động lực để tôi vượt qua khó khăn vất vả trong diễn tập. Giai đoạn bắn đạn thật với đề mục, tiểu đoàn bộ binh tiến công địch lâm thời phòng ngự ở địa hình rừng núi, sư đoàn 316 đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị cùng tham gia diễn tập, vận dụng linh hoạt các thủ đoạn chiến đấu với cách đánh linh hoạt sáng tạo trong quá trình thực binh và bắn đạn thật. 100% mục tiêu bị tiêu diệt ngay từ loạt đạn đầu theo đúng ý định của ban chỉ đạo diễn tập. Chính kỹ năng thuần thục của mỗi cán bộ chiến sĩ và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các phân đội hỏa lực đã tạo nên sức mạnh tổng hợp để tiến công nhanh, tiêu diệt gọn từng mục tiêu. Một phát 10 giây bắn sao. Đo đạc xác định cái vị trí mục tiêu, vừa phải bảo đảm yếu tố bí mật, an toàn và đảm bảo cái mức chính xác tốt nhất để đảm bảo đưa được đạn vào trúng mục tiêu ngay từ phát đạn đầu tiên. Với ý chí quyết tâm thì tôi đã lấy đúng phần tử và ngắm chính xác. Chúng tôi đã tiêu diệt được 4 mục tiêu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập TM23. Giai đoạn 4 thực hành bắn đạn thật của cuộc diễn tập TM23 này, tôi đánh giá là đã thành công tốt đẹp. Đặc biệt ở đây là có hai cái sự thành công. Một là thời gian tổ chức chuẩn bị gấp, cán bộ được trưởng thành trong cái thời gian ngắn. Thứ hai ấy, là cái khả năng hiệp đồng trong thực hành bắn đạn thật của sư đoàn với các đơn vị binh chủng đã được nâng lên. Thời gian bắn ngày hôm nay so với các lần trước là rút ngắn hơn. Và các cái hành động ở các hướng, hiệp đồng ở các bên thì bảo đảm ăn khớp nhịp nhàng, nhất là giữa bộ binh và xe tăng.
Thành công của cuộc diễn tập là minh chứng cho sự nỗ lực đổi mới phương pháp huấn luyện diễn tập của Ban chỉ đạo diễn tập quân khu đối với các đơn vị, sự hiệp đồng bảo đảm tốt giữa sư đoàn 316 và các đơn vị binh chủng và lực lượng vũ trang địa phương, đặc biệt là sự vững vàng vượt qua thử thách của cán bộ chiến sĩ từng đơn vị. Chỉ khi được tôi rèn trong những tình huống khó khăn, áp lực, bộ đội mới có đủ trình độ, năng lực để dám đánh, biết đánh và quyết đánh thắng.